Ê, ăn mà ăn ở bên Hông Hè cũng mắc cười quá ăn. Trời, ăn ngồi cái cây cầu tre. Cái Cũng may là gọi cây cầu tre đó, chứ phải mà cây cầu cái ngọc tiêu. Cái cây cầu tổng là vui dữ. Hello, chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của mình nha. Đó, buổi chiều chiều đó là mấy đứa đãi ăn cái gì không? Muốn ăn cái gì? Ăn ốc không? Đãi gì ăn cái đó. Hả? Có gì hả? Có đãi gì ăn đó nha mấy đứa. Ăn chó Ôi, bữa hôm nay qua. con chó của Khánh Linh nè. Hello, dễ thương ha. Thằng nào bắt về luôn. Rồi rồi mấy đứa dựng xe đi, nữa rồi đó. Lần nào mình qua đây ăn trực cũng không vừa hết trơn á, đi đi chặt hết trơn ngoài vườn của tôi giờ trời. Chàng ơi, đứa uống chắc 4-5 trái luôn à. Cô chấp mấy mày uống cho tới Tết còn chưa hết vừa của cô nữa. Rồi nè, có bà thợ nấu có tới rồi. Rồi nguyên một nồi này ăn cả làng cả xóm chưa hết nữa mấy đứa. Ốc này nhanh lắm. Nặng không mấy đứa? Quá nặng hả? Tưởng đâu nặng rồi đừng uống. Anh Thuận lần nào cũng xách gồng cho mấy em hết trơn cái chèn. Ơ cả chục trái luôn rồi kìa. Giỏi quá trời luôn rồi. Rồi cho bà nhỏ này bà ăn trái coi. Rồi, rồi xong rồi, nhào vô. Quá ngon đây. Trời ơi. Mấy bạn nghe chị ăn nhỏ luôn kìa. Chưa. Ngon không? Ngon không? Nước chấm nó có lạ không? Nước chấm của gì hay làm đó. Mời bạn ăn. Ngon luôn. Quá ngon kìa. Đó, chị. Cái này sợ mấy đứa thích ăn cay không được mà. Ăn cay không được hả? Ăn thêm tí cay nữa. Mời các bạn đâu, chấm thử rồi. Làm lại coi. Mời các bạn. Trời ơi, bên kia xa xa có nàng công chúa kìa. Công chúa ơi, qua đây chơi nè. Giận hờn gì? Giận hờn gì kỳ vậy? Cái đây nè. Nè, tí tí cầm món ốc hết rồi. Hết nóng chưa mấy đứa? Rồi, các bạn lần 2. Bên bạn lần 2 nữa hả? Trời, trời ơi, trời, bạn ngồi y chang như là ông cụ non. Chú sĩ. Rồi, tí tí à mày. Ôm ngon quá. Ốc ngon không? Rồi, ngon, ngon, ngon. Nhanh, nhanh dữ không? Ê, sao nó ăn giỏi vậy ta? Ừ. Cái này ăn giỏi gì đó, được lắm. Ốc được giỏi luôn á. Quá ngon. Quá ngon hả? Ui, dạ, chị Trang vô ăn con ơi. Nhào vô Trang. Thôi ăn đi. Ốc có trơn. Đi con nè. Ê này tiền quá bay. Con giật vỏ lấy cái đó. Vỏ lại nha. Quá. Ủa? Hết. Ủa mấy ốc này. Nóng quá Thượng ơi. Còn hơi nóng á. Đâu ơi. Thổi vừa ăn vừa thổi. Ờ vừa ăn vừa thổi mới ngon. Quá ngon. Hớn lấy tay. Ừ, hớn vậy đó. Chơi gì vậy? Đúng không? Béo, ngọt. Bữa nay là ăn coi như ăn tân gia nhà của cô luôn đi mấy con. Nhà của cô mới xây đó, mới xây xong 4 tỷ. Nè, vỏ nè. Chưa chưa. Ăn cái này nữa hả? Đang ngoài làm cho Ti Ti nha. Ăn tân gia nhà là phải ăn lẩu rồi chứ ăn. Mày cầm này cho. Nè, cầm đi miệng nha. Hấp rồi. Trời ơi. Cơ mã kìa, cơ mã kìa. Trời ơi sao ăn giỏi vậy? Ngon luôn á. Ngon không con? Quá ngon. Dữ không? Rồi. Ngon dữ không? Bà ăn giỏi thiệt. Mời bạn nha. Mời mời bà. Mời bạn. Ngon 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 không? Trời nãy giờ mấy đứa ăn con thèm rồi đó. Nồi đang hoàng nhanh vậy. Mấy con ốc mà hết rồi mình đếm đi nè. Mình xếp bằng lại giống mấy cậu nè. Ủa mấy ốc mình hết thì bỏ. Ủa đâu tiêu ở đây rồi. Ở bên kia xa xa có nàng công chúa nhìn lén mình ăn kìa. Qua đây ăn nè con. Sao vậy ạ? Đang không có vui. Đang không có vui hả? Bà thấy không anh Duyên? Ừ. Ngon ha. Ờ sạch hết trơn luôn, trong vòng có mấy tiếng hồ. Trời ơi cái con này, có con này là con ông tổ luôn rồi nè, nó bự. Ốc 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 đâu có ốc ốc cù đen á. Đen. Đâu có cái này đâu. Quá ngon dữ. Ngon hả? Ngon lắm. Ngon ngon quá ngon. Rồi, các bà này ụm cái đây. Con nóng dữ không? Ra đây nó trước, nó trước. Để đứa gái đi. Các bạn lần hai nha. Lần hai hả? Rồi, xong mình giục vỏ ra ngoài. Ha. Giục vỏ đó. Thương đẹp ghê rồi. Con nhiều nước mình cho con.
Không để cái gì. Dạ. 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 Bé ăn giỏi thiệt. Ốc lắm. Nhà không nổi. Xuất sắc. Vậy qua đây nè. Ủa Thần nãy con gặp con quýt đi không Thần? Không có gặp con quýt không? Có rồi dạ. Mày dắt ra đây không? Không. Con quýt rồi con nào con cam vậy? Mập cái nè. Ui. Cái này ngốc. Mấy đứa ăn nhiệt tình luôn. Con ốc này ngốc lát quá chị hai. Phải không chị hai? Ờ. Nó đó ngốc lát đó. Đúng. Nhỏ lấy con cho cô với con nhỏ. Cô thèm quá trời luôn hả? Không chấm. Chấm rồi ngon thiệt. Trời ơi, nghĩ rồi quên luôn mà nghĩ sao cô luôn rồi đó. Hả? Đây một cô chị, luôn à. Chị. Ờ. Chị tại vì đi về đây cái mấy đứa nó kêu bằng cô rồi bằng bà nữa. Bà ba kêu cô. Chỉ là quen. Tới bà ngoại đó. Tới bà ngoại luôn kìa, nhỏ khi kêu bà ngoại đây luôn. Bà ba kêu này cô kêu cô bằng này bằng gì? Bằng gì? Thôi thôi mai mốt kêu bằng chị thôi được rồi. Cho trẻ. Ừ. Ừ. Chặt. Ừ lấy cái khác đi. Là người quay á. Ừ. Ủa vậy đó hả? Trời thường biết nói tiếng Anh nữa ta. Cameraman. Tự lắm mà. Cameraman. Cameraman đó. Rồi còn thằng nữa xong kêu lại ăn em này nè. Em hả? Có anh con. Nếp. Dạ em. Đâu rồi? Đi chết kìa. Anh Thận nó hay lắm hả? Ê ngon quá trời luôn ha. Chút cho là lấy cho cô Tư chấm con. Chấm cho chị em. Lên qua đây nè con. Tuy. Ủa Thanh Vân. Ủa chị Trang lúc này làm gì chị Trang? Nước lớn ở không, nước rong ở nhà. Bệnh nước lớn ở không, nước rong ở nhà, ghét gió kỵ mùa xuân. Ở nhà chồng vui. Ha. Ở nhà trồng cá nuôi rau lộn. Ở nhà làm gì? Trồng cá nuôi rau. Ở nhà trồng cá nuôi rau kìa, ghê không? Trồng cá nó nuôi cá. Nuôi cá. Trồng cá nuôi rau nó không nội. Trồng rau nuôi cá. Trồng cá không nói. Trồng cá nuôi rau mới là giọng tóc. Wow. What? This is great. Great. Chơi nè. Chờ mọi người ăn sắp hết rồi kìa. Quá lên. Phút 30 giây nữa là không còn con luôn. Trời trời. Cái nè nó ăn. Hết dán chịu đó. Nè em yêu. Rồi. Mày em hết chào chị thầy. Em ủa mà em á hả? Chào mày mới lên rồi. Đây cái tấm ơi. Ngon quá. Chào mày nó có lần lên đó. Học tâm đó rồi. Tâm rồi đi. Bé ơi, bé ngồi ngoài đó hồi sao có sợ cá không? Bé. Cá nó phóng lên nó tát cục giò. Dần rồi. Dần. Chị bầu ngồi bên đó thôi kìa. Ừ. Chị bầu cũng dám qua hả? Nhỏ nhỏ chưa có Linh chừng 8 9 con. Có nè. Mâm đi. Trùng hả? Trùng á. Cái gì có người chở? Có người chở, người lo. Trùng hay gì đó mày ăn nhiều quá mày đâu. Chị có mấy con rồi có trùng nè. Rồi đang có gì anh Trung? Anh Trung á. Anh Trung, anh Trung mới lần lên hả? Rồi đăng lên gì? Cái Trung sao? Anh Trung rồi anh lên đi chơi vậy á. Chiều á. À đúng rồi, đi chơi hồi Tết á, đi coi phim báo già của Trấn Thành á. Phải không? Ừ. Thấy đăng lên luôn rồi. Thấy đăng lên luôn. Ừ. Cái giờ mình lên không? Có rồi vậy á. Chạy. Để mày. Bỏ chỗ, tại chỗ đi. Con ốc này dính gì? Thử coi. Lên ăn mấy con của ba điếm mới được anh Linh ơi. Có dễ không? Dạ làm nhờ. Lên ăn mấy con của ba mới điếm. Nghe làm hồ. Ai về làm hồ? Ai làm hồ? Con. Chị sợ ở nhà nó không á. Ủa con ngày nào cũng phụ ba làm hồ hả? Làm hồ đó. Giỏi gì? Trời trời con ốc đó rồi, con ốc ông cố luôn rồi. Quá bự luôn rồi. Bỏ cái đít đi thiệt. Dạ nóng. Nó bự quá, còn nóng á. Bỏ cái trứng nè. Dạ 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 nóng quá. Được bỏ con. Ê. Nó bỏ vô chó. Nó được rồi, được rồi. Thèm thèm cũng ráng kiềm chế chứ. Nó nhỏ rồi vậy. Ăn giùm hơn. Ê. Ủa có vụ ăn giùm nữa hả? Wow. Bạn kia làm gì bữa nay giận hờn ai vậy? Vô ngồi ăn đi con. Rồi luôn. Quay qua quay lại. Rồi luôn. Sạch bách luôn. Rồi luôn. Sạch bách luôn à, thiệt luôn à.
Chàng ơi, cái này ăn ngon nhờ nước mắm đó. Ngon quá. Trời ơi, thèm mới kiềm chế không nổi luôn cả nhà. Trời ơi, mấy chỗ này ăn dữ nha. Vừa quay vừa ăn luôn nè. Ngon quá trời ngon luôn á. Thạch nào luôn. Đấy là trời, biết chỉ quá à, mày ăn. Mày nói lại luôn đi, ăn ăn bỏ cái gì? Ăn nước văng. Trời ơi trời, người ta nãy giờ người ta ăn từ tốn hơn mấy ông, mà mấy ông nói chuyện quá đáng. Cưng nói chuyện quá đáng vậy. Mày làm gì Hào? Làm gì Hào? Nhìn cà mau nè, mày quay. Bà đưa cái mặt đây coi, bà đưa cái mặt đây. Trời ơi, cả nhà thấy nó ăn kìa, nó ăn lọ lem luôn kìa. Nó ăn mà bất chấp luôn. Bất chấp cái sĩ diện đâu, bà đưa cái mặt đây coi. Trời ơi trời, nãy giờ cái này nhanh hết rồi do con chứ mà chứ. Ăn bất chấp sĩ diện luôn kìa trời. Cái gì đâu không mà. Quá trời quá đất rồi. Hào. Ê, nước mắm ngon quá trời, thèm nước mắm luôn á. Rồi ăn hết rồi định ngồi hoài hay gì? Hả? Dạ hết rồi thôi. Mình dạ, kết thúc luôn video rồi đây nha. Bye bye. Trời đất ơi. Lần sau hết dám rủ lại luôn à. Ở lần trước có một đứa trái dừa kìa, ôm dừa về đi. Rồi mỗi đứa một trái dừa. Hai trái. Ê mày lấy ba trái luôn mày. Ê bé ơi, ra đây lấy dừa nè. Rồi cái bà kia. Nào lấy ba trái luôn. Rồi cái bà tí hon kia. Chặt ăn đứa hai trái đi. Đổi đi, trời trời, nó tham kìa. Hồi nãy ăn mấy ký ốc một lượt, bây giờ nó tham kìa. Rồi chia nhau về đi. Cái này của Văn Anh nha. Rồi của Văn Anh trái đẹp nhất luôn á chàng. Trái đẹp, trái của con đẹp nhất không? Đúng rồi, trái con đẹp nhất. Mấy cô đang quay để xin rồi. Đúng rồi. Rồi. Mọi đứa hai trái xong chưa? Đủ chưa? Có ba trái luôn. Ok. Rồi, cho con ba trái luôn, ba trái này nhỏ. Rồi. Betty có một trái rồi bà ơi. Cái gì? Sao? Con uống dừa đó hả? Ừ. Ê coi chừng dao má cắt dao má. Cái gì ba? Từ. Trời ơi, xe đụng đó hả? Nhắc mấy anh luôn vậy á. Nè mấy anh chạy xe cho đàng hoàng coi. Như vậy sao con cưng chạy về được? Chạy được không? Gửi anh Hào kìa. Con dạ. Đâu đi cùng đường mày đâu, gửi anh Thiện kìa. Gửi anh Thiện đi. Chú ơi, chú ngộ cơ. Chắc không sao đâu, được đó, được đó Thiện. Rồi, về thôi. Mình về thôi hả? Bye bye nha.